Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần mic của HTC DJI màu vàng nhỏ nhỏ, được gắn trên bo mạch phụ, bo sạc của HTC DJI phía cuối máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên HTC DJI, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, thì chỉ cần thay cái mic vàng vàng này là xong. Thông thường nó chả bao giờ nó lỗi cả, nhưng khi chúng ta rơi vào nước hoặc là va đập mạnh hoặc là mạt sắt nó bám vào làm cho cái loa này nó chập, xin lỗi bạn, làm cho cái mic nó bị chập, làm cho máy lỗi mic. Khi bạn gặp các lỗi sự cố liên quan đến mic của HTC DJI, chỉ cần liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên từ Di Động Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Cũng giống như tất cả linh kiện khác thì mic trên HTC DJI luôn có sẵn tại Di Động Cấp.vn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua là Di Động Cấp.vn sẽ thay mới mic cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.